Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ, vào thứ Bảy hàng tuần, chúng ta có lớp cao đẳng Phật học gồm có 3 tiết học, bắt đầu từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Trong thứ Bảy vừa qua, lớp cao đẳng được học A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Vi Diệu Pháp. Nhân tiện, Nhật Hoa xin chúc mừng anh Phú đã phát tâm quy y Tam Bảo với pháp danh mới là Quang Tính. Bây giờ xin mời anh Quang Tính nói tóm lược về nội dung của môn học Câu Xá Luận của tuần qua. Vâng, cảm ơn chị Nhật Hoa. Qua gần 4 năm học Phật Pháp ở Viện Phật Học, Phú thấy rằng Phật Pháp Tăng là nơi tối thượng để nương tựa, để tu đạo giải thoát. Quý giáo thọ đã cho con một tín tâm kiên cố. Con rất mang ơn Thầy Bổn Sư đã cho con pháp danh Quang Tính. Kính thưa quý vị, thứ Bảy vừa qua, Thầy Giáo Thọ Viên Chánh đã tiếp tục giảng dạy phẩm phân biệt căn, chương 1 nói về 22 căn với đề mục đặc tính của căn. Thân thọ là sự cảm nhận của năm giác quan. Thầy giảng cho các học viên thấy đặc tính của năm thọ căn đối với thân ta như thế nào. Năm thọ căn đó gồm có khổ căn, lạc căn, hỷ căn, ưu căn và xả căn đã được Thầy phân tích cho chúng ta rõ như sau đây. Thầy dạy rằng khổ căn là hoàn toàn thuộc thân, vì nương nơi thân mà ta sanh khởi cảm thọ, không sướng thích. Lạc căn là phần nhiều cảm thọ thuộc thân tạo an vui, hạnh phúc. Đồng thời khi ở trong đệ tam thiền lạc, không có cảm thọ của thân, vì ở đây năm thức không hoạt động, chỉ còn ý căn, ý thức hoạt động cũng gọi là lạc căn. Còn nghĩa của hỷ căn là sự sướng thích của tâm trong sơ thiền và nhị thiền. Thầy nói về u căn là cảm thọ tương ưng với ý thức, gây tổn não và sự không sướng thích thuộc tâm. Cuối cùng, xả căn là thuộc thân và thuộc tâm, giống nhau, không có sự phân biệt, phát sanh một cách tự nhiên và không gây tổn hại, cũng không làm tăng ít, do đó lập chung thành một căn. Đó là những ý nghĩa của năm thọ căn. Tiếp theo, xin mời anh Quang Tính nói sơ lược về ba căn vô lậu và được thành lập do bởi nhân gì? Vâng, thưa chị Nhật Hoa và quý khán thính giả, Thầy Giáo Thọ đã giảng cho chúng ta hiểu rằng ba căn vô lậu y cứ trên chí căn gồm có ý, lạc, hỷ, xả, tính, tấn, niệm, định, tuệ theo thứ tự được lập thành trong ba đạo như sau. Thứ nhất là căn vị tri đương tri trong kiến đạo. Thứ hai là căn dĩ tri trong tu đạo. Thứ ba là tại vô học đạo lập thành căn cù tri. Thầy còn phân tích rằng trong kiến đạo, căn vị tri đương tri hoạt động để biết cái biết chưa từng biết, tức chân lý, bốn thánh đế. Còn trong tu đạo thì căn dĩ tri thường xuyên nhận thức và tri giác về bốn thánh đế. Cuối cùng là trong vô đạo học thì căn cụ tri lãnh hội và nhận thức một cách toàn diện về bốn thánh đế, cùng giải thoát hoàn toàn và chứng quả A-la-hán. Xin mời chị Nhật Hoa tóm tắt nội dung của môn học kế tiếp của tuần vừa qua. Kính thưa quý khán thính giả, tiếp theo câu xá luận là môn học vi diệu pháp. Thầy Quảng Định đã giảng tiếp về những tâm sở bất thiện như là phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, ganh tị, sang tham, vân vân. Nhật Hoa xin được đưa ra một vài định nghĩa mà thầy đã giảng. Phóng dật là tâm lăng xăng không yên, được ví như trạng thái chao động của một đống tro khi người ta ném đá vào. Tâm tham là ham muốn, đắm say, thích thú, phát sanh do tâm ái. Tà kiến là tâm si mê, che lấp, làm mờ đối tượng giống như một đám mây bao phủ, đồng thời không chấp nhận bản chất thật của sự vật. Còn nghĩa ngã mạn là tâm so sánh được biểu hiện như là tôi ngang bằng, tôi cao quý hơn, tôi không thua, vân vân. Thầy còn nói về tánh sân là tâm giận dữ, nóng nảy và ghim guốc thù hận. Ai có tâm ganh tị là hay đố kỵ với sự thành công, thịnh vượng của người khác.
Sau cùng thầy giảng về sang tham là trạng thái con người có tâm bổn sẻn, keo kiết. Đó là những loại tâm bất thiện tiêu biểu mà chúng ta cần hiểu biết sự tai hại mỗi khi chúng khởi lên, từ đó mới có thể đoạn trừ các tâm bất thiện. Kính thưa quý khán thính giả, qua bài thuyết giảng của hai vị thầy giáo thọ giúp chúng ta hiểu rõ tâm như là kho tích trữ các kinh nghiệm của các hoạt động tư duy và nhận thức. Sự hiểu biết này là nền tảng đem nhiều lợi ích trong sự tu tập để đoạn trừ sự si mê, tham ái, sai lầm trong tự thân. Đúng như vậy, kính thưa quý khán thính giả và các học viên, hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 1 năm 2020, các học viên lớp cao đẳng sẽ có giờ học câu xá luận của Thầy Viên Chánh. Thầy sẽ giảng tiếp chương 1 của phẩm phân biệt căn, đó là 22 căn liên quan đến các vấn đề như là hữu lậu, vô lậu, dị thục, phi dị thục, hữu dị thục, vô dị thục, vân vân. Thầy sẽ giúp chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa các danh từ Phật học này để ta nắm rõ ý nghĩa mà tu tập. Kính mời quý vị và các học viên cùng nhau nghe Thầy Viên Chánh giảng dạy tối chiều nay. Kính thưa quý vị, hôm nay theo chương trình học của lớp cao đẳng Phật học, chúng ta sẽ học tiếp Kinh Tăng Nhất A Hàm do Sư Minh Khánh hướng dẫn. Bài học hôm nay, Sư Minh Khánh sẽ giảng về Kinh số 9 trong phẩm khuyến thỉnh. Bài kinh này nói về tôn giả Ca Giá Diên giảng cho tượng sắc Bà La Môn về địa vị già cả và địa vị trai tráng. Quan tính kính mong quý vị sắp xếp thời gian để tới Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc nghe Sư Minh Khánh giảng dạy sự khác nhau của hai địa vị này như thế nào. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc vào thứ Bảy này, lúc 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Quý vị có thể đến học trực tiếp ở Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue Santa Ana hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.